của y. Cố lên, còn 5 bài nữa thôi. Học mà mong ta vẫn học. Học qua đen xì ta vẫn học. Học để ngày mai nên người, học để cha mẹ được cười, học để thầy cô không còn chê là mình lười, học để óc chúng mình bình to bằng 10 vào 10, học cho thành tiến sĩ, cho thành giáo sư, để cho mọi người được cười thật là tươi. Chào tất cả các bạn, và sau gần 1 năm vắng bóng thì Kỳ đã trở lại. Và hôm nay thì Kỳ sẽ nói về một vấn đề mà chắc các bạn cũng đã đoán ra, đó chính là việc học. Khi bắt đầu một việc thì người ta thường sẽ phải có lý do để làm việc đó. Vậy thì đối với các bạn học sinh cấp 3 thì học sẽ để làm gì? Đậu đại học. Tại vì á, đậu đại học. Để chúng nó đi học vui thì đi thôi. Đậu đại học. Tôi muốn mình có một tương lai sáng không ạ? Như các bạn có thể thấy thì học để thi đại học vẫn là một cái câu trả lời phổ biến. Trong 10 người mình hỏi thì có đến 7 người trả lời như vậy. Và 3 người còn lại thì chỉ có 1 người biết rõ mục đích học mình làm gì. 2 người còn lại đi học chỉ vì vui hay là vì những cái lý do rất là ngớ ngẩn. Có rất nhiều định nghĩa về việc học và lý do để học. Người xưa thì cho rằng học thì là thăng quan tiến chức. Còn UNESCO hiện tại bây giờ thì người ta nói có một cái định nghĩa học, đó là học để biết, học để làm, học để chung sống. Còn đối với mình rất đơn giản, học để làm người và học để làm việc. Trước tiên thì mình sẽ nói về làm người. Thế nào là con người? Con bằng cơ thể, người bằng cái đầu cộng trái tim. Vậy suy cho cùng, học làm người chính là học cách để sử dụng cơ thể, cái đầu và trái tim một cách hiệu quả nhất. Cơ thể làm sao để các bạn có thể một cái cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai. Cái đầu làm sao để các bạn biết khai phóng và bình định, nghĩa là các bạn biết làm sao, rồi cái gì đúng, cái gì sai, nên làm và không làm cái gì. Và quan trọng nhất đó là trả lời sự câu hỏi là bạn là ai và bạn đóng góp được cái gì cho xã hội. Trái tim là một cái trái tim có lòng yêu thương, biết rung cảm trước nỗi đau của đồng loại và rung cảm trước những cái đẹp. Theo mình, làm việc đơn giản chỉ là khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Đó không chỉ là vấn đề trong công việc của bạn, mà còn là vấn đề của chính bạn, vấn đề của gia đình và vấn đề của xã hội. Và tóm lại thì việc học không chỉ dừng lại có một tấm bằng tốt hay một cái bảng điểm loại ưu, mà quan trọng đó chính là một nhân cách tốt và bạn có thể tạo ra được giá trị tốt cho xã hội. Xem gió vậy, sống trong đời sống cần có một tấm bằng. Rồi làm gì em biết không, rồi đút mới qua. Rồi đút mới qua. Cũng hơi ghê thật. Nhưng mà làm sao xin việc lại cứ phải có bằng, lại cứ phải đút tiền mới qua được. Thì chỗ nào cũng đòi, chỗ nào cũng vòi thì đưa thôi chứ sao. Tại ngày xưa ông học dốt như vậy gì. Này nhá, tao nói cho mày biết nhá, điểm trung bình của thưa ông ngày xưa là trên 6,8 dưới 7 chấm nhá. Đừng có thấy mày đẹp trai khoai to là tao sợ mày nha. Và có một thực tế là dường như người ta thường quá quan trọng được cái việc mà bạn có bằng loại gì hay là điểm phẩy của bạn bao nhiêu, mà thay vì xét tầm vóc văn hóa của bạn đến đâu hay là khả năng làm việc thực tế của bạn như thế nào. Liệu có ai đó sẽ coi trọng bạn khi mà bạn là giáo sư này, tiến sĩ nọ, hay là ông này bà kia mà những phát ngôn của bạn lại còn thua cả một đứa bé được dạy ở trường mẫu giáo? Hay là khi mà đi xin việc thì người ta sẽ chọn ai giữa một bên là một vị có bằng đỏ đại học nhưng thiếu tùm lum thứ từ tiếng Anh đến những kỹ năng mềm khác, hay là một bên một bạn chỉ bằng trung bình thôi nhưng mà có thể làm rất tốt công việc của họ? Nếu các bạn thực sự giỏi thì các bạn sẽ có quyền chọn cho mình một môi trường làm việc lý tưởng hay một vị sếp thật tốt. Tuy nhiên thì nếu các bạn không đạt được điều đó thì các bạn sẽ phải chiều theo sự sắp xếp của xã hội. Ở đây là hoàn toàn công bằng, ai giỏi người đó có quyền. Và nếu mà chúng ta không giỏi thì chúng ta sẽ phải đưa tiền, không đưa tiền thì đưa cái khác. Đó là quy luật của xã hội. Và các bạn đừng đổ lỗi cho ai cả, vì ta là sản phẩm của chính mình, các bạn tự tạo nên tương lai của các bạn. Sau 70 năm kể từ ngày Bác Hồ nhắn nhủ vào năm 1945, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc Nam châu được hay không? Chính là một phần lớn công lao học tập của cháu. Việt Nam học rất giỏi, nhưng tại sao sau 70 năm chúng ta giỏi mà vẫn nghèo? Nếu như xét về cuối thế kỷ 19, khi Nhật Bản và Việt Nam hai nước cũng xem nhau, thậm chí Nhật Bản còn thua chúng ta hơn rất nhiều mặt, thì so với thời điểm hiện tại, Nhật Bản một cường quốc đứng hàng đầu thế giới, trong khi Việt Nam thì vẫn xếp ở cuối bảng trong nhiều lĩnh vực. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Tại sao Nhật Bản có thể làm được điều đó trong khi Việt Nam thì không thể? Fukuzawa Wegichi là một nhà tư tưởng lỗi lạc của Nhật Bản và là người đóng góp rất nhiều trong công cuộc cải biến xã hội của Nhật Bản bấy giờ. Ông ta đã từng nói rằng trời không tạo ra người đứng trên người, cũng không tạo ra người đứng dưới người, nếu có khác biệt là do học vấn. Vậy thì Nhật Bản thành công ở đâu? Đó chính là nhờ tinh thần học tập của họ chứ đâu. Việt Nam cũng có tinh thần học tập mà, đi thi Olympic toàn là huy chương thôi. Xin thưa là chả có quốc gia nào người ta coi cái kỳ Olympic này là một thể diện quốc gia như Việt Nam mình cả.
Ở đó người ta chỉ coi cái kỳ thi này giống như một sân chơi của sinh viên, rất là bình thường thôi, ai muốn đi thi thì đi thi. Nhưng ở Việt Nam thì các bạn làm là các bạn thi đợt này đợt kia để các bạn tuyển ra những con người đó, xong những con người đó lại được vào một cái trung tâm đặc biệt nào đó để luyện trong gần một năm trời, sẵn sàng cho kỳ thi. Và nếu mà như vậy thì chúng ta có thể thấy rõ rằng chúng ta đang học những cái không cần học và học sai phương pháp. Thừa nhận là nền giáo dục của chúng ta hiện tại còn rất là nhiều bất cập, chương trình giáo dục thì lạc hậu, cách giảng dạy thì đổi mới bao nhiêu năm nay cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của thế giới. Sinh viên ra trường thất nghiệp đầy đó vì thiếu tiếng Anh, thiếu kỹ năng, thiếu những kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên thì các bạn đừng vội đổ lỗi cho cái nền giáo dục ấy mà các bạn phải xem lại chính mình trước. Bởi vì đã có bao nhiêu người ở Việt Nam, rất nhiều người họ không đi du học, họ cũng không hề ra nước ngoài, nhưng họ vẫn có thể thành công ở Việt Nam, vậy tại sao bạn không làm được? Vậy thì vấn đề quan trọng ở đây chính là sự chủ động trong việc học. Như mình đã nói ở trên rồi, ta là sản phẩm của chính mình, vậy thì việc kiến tạo ra tương lai của các bạn thì các bạn cũng phải chủ động. Mà đối với học sinh sinh viên thì việc chủ động mà các bạn làm tốt nhất đó chính là việc học. Việc chủ động mà ở đây mình muốn nói đến đó chính là việc chủ động trong việc tìm hiểu các kiến thức và áp dụng những kiến thức đó vào trong thực tế. Nếu nhà trường không có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn thì các bạn nên tìm ra bên ngoài, bởi vì các bạn có ít nhất 5 con đường để làm điều đó. Sách, nguồn tri thức này là vô biên. Và các bạn biết đấy, ở Việt Nam tỷ lệ người đọc sách là rất thấp. Và ở Việt Nam thì giá sách cũng là thuộc hạng rẻ mạt nhất thế giới. Đối với mình thì sách là một nguồn kho tàng tuyệt vời, và không có gì là không thể tìm kiếm được từ những cuốn sách đó. Thứ hai là thầy cô của mình. Đừng nghĩ rằng các thầy cô của bạn lên lớp chỉ dạy những cái đâu đâu mà các bạn chán. Hãy thử chủ động hỏi các thầy cô về những cái bạn muốn mà coi. Mình chắc chắn là những thầy cô của bạn sẽ rất là vui và rất là nhiệt tình để chia sẻ cho các bạn thực sự chủ động. Nếu các bạn cho rằng nhà trường quá khô khan và thiếu thực tế, vậy thì tại sao các bạn không ra ngoài để học thêm? Các bạn có thể kiếm một công việc làm thêm, học thêm những khoa học ở bên ngoài. Bởi vì bên ngoài rất là nhiều thứ để các bạn học. Biết đâu các bạn có thể trở thành một Steve Jobs của Việt Nam hay là một Bill Gates thứ hai của thế giới. Học từ những người thành công luôn là một con đường ngắn nhất để các bạn có thể đạt được điều đó. Xung quanh bạn có rất nhiều người, và chí ít thì họ cũng có một cái lĩnh vực mà họ thực sự giỏi để bạn học hỏi từ đó. Thử đi. Cái này thì khỏi nói vì có cả tỷ thứ trên đó. Tuy nhiên thì trên này có cả những thứ tốt, những thứ xấu, hay và dở. Cho nên các bạn cần phải chọn lọc để học những cái mà mình cần. Ở bên dưới thì mình có liệt kê một số trang web rất là hay để các bạn có thể tham khảo và học những thứ cần thiết dành cho mình. Tóm lại thì qua một cái video ngắn ngủi như thế này, mình không thể nói rõ cho các bạn biết là việc học như thế nào để cho hiệu quả. Mà thông qua đây thì mình chỉ muốn nói là việc học thực sự rất là quan trọng với các bạn. Việc học, học để làm người, học để có một nhân cách hoàn thiện và học để có thể trở thành một con người có ích cho xã hội thay vì trở thành những kẻ phá bĩnh. Và quan trọng hơn hết đối với các bạn đó chính là có một cái tương lai tốt hơn. Tương lai là nằm ở trong tay các bạn, và nếu các bạn không tạo ra nó thì người khác sẽ làm hộ bạn. Đó có thể là gia đình của bạn, nhà trường, công ty của bạn. Và nếu mà đến lúc đó các bạn có một cái tương lai không như bạn mong muốn thì các bạn đừng có kêu trách ai nha, mà hãy tự xem xét lại bản thân mình ha. Lenin đã từng nói là học, học nữa, học mãi, việc học kéo dài đến hết đời. Tuy nhiên thì không phải cái gì cũng học, cái gì cũng bê vào người mình, mà hãy biết chọn lọc, lựa ra những cái gì thực sự tốt cho mình. Đừng để học, học nữa, học mãi trở thành học, học nữa, học máu. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog lần sau. Hôm nay em phải chiến đấu với năm đứa học ở trường chiều, em học toán thầy Hùng học văn cô Hương, em phải học đi học lại một bài như thế mới gọi là chất lượng. Ôn tập nhiều lần và làm một đống ai tạo em được thầy cô dạy cho trước chương trình. Bởi vì em rất là thông minh, bởi vì em học rất đỉnh, học ngày học đêm, học thêm học chính, em học cả lớp đi vệ sinh, không có thì giờ cho mấy việc lê tinh. Em sinh ra là để học, cuộc sống trôi như trong chóng, em ngồi một chỗ em học, bạn bè đã cầu đá bóng, em vẫn nhốt mình trong vòng chẳng biết làm gì ngoài học. Tuổi thơ của em vứt vào một góc và chỉ có học mà thôi. Oh la la, đời này vui quá cơ, anh em thấy thơ, em mơ thấy say. Oh la la, đời này đẹp quá cơ, mà chẳng có chi thời gian trôi đi ngoài. Có chi thời gian trôi đi ngoài học.